Hello mấy chị nha. Chào mừng cả nhà đến với lại kênh YouTube Liên Cần Thơ của em nha. Quên bài, nói quên bài mấy bạn ơi. Thì hôm nay là mấy chị sẽ cùng với em đi soạn hàng nha mọi người. Thì mấy cái đơn này là kem pha sẵn, nói chung là em đi sẽ quay cái mới mới xíu cho mấy bà xem, cho mấy bà đỡ buồn, chứ giờ quay combo trộn cho khách hoài thì chung mấy chị cũng chán đúng không mọi người. Thì hôm nay mấy chị cái này là kem pha sẵn với lại là những cái đơn mua tắm trắng khô hai cả nhà ha. Đây đơn mua tắm trắng khô rồi, đơn mua kem nám Nhật đó ha, đơn mua kem nám rồi. Thì cái này là hôm nay là có đơn nguyên liệu nữa, thì hôm nay em Liên sẽ đi soạn nguyên liệu combo best seller cho mấy bà ha. Thì combo này là em nói với chị em nhà mình phải gọi là best seller của nhà em Liên luôn mấy chị. Và khi mấy chị mua combo mấy chị thấy không, đây là cái cách hướng dẫn phía trước là em Liên ghi nguyên liệu số lượng bao nhiêu hộp ha mọi người ha, và để cho mấy chị kiểm hàng ha. Rồi phía sau là em ghi cái tờ giấy hướng dẫn cách pha trộn kem cho mấy chị, cho nên là khi mấy chị em nhà mình mua combo về tự trộn nhận hàng là bên trong cục hàng nó sẽ có cái tờ giấy như thế này cho mọi người. Mấy chị chỉ cần đọc cái cách em Liên ghi hướng dẫn đó là mấy chị làm theo là được. Tại nhiều khi á mấy chị nhận hàng xong cái bắt đầu em ngủ hoặc là em đang làm cái công việc gì đó em không có trả lời tin nhắn mấy chị được được liền á mọi người. Rồi cái nhiều khi cái mấy bà nhắn mà em không trả lời mấy bà cũng bực bội, cho nên là em Liên làm sẵn hết trơn ha, em ghi hướng dẫn sẵn cho mình luôn. Cho nên những chị nào mua combo về tự trộn em đều có ghi cái tờ giấy hướng dẫn về cho em, nhà mình cứ đọc theo là tự trộn. Như vậy là em khỏe mà mấy chị cũng khỏe nữa đó, nó đỡ cái bước tư vấn nó đỡ hơn mọi người ha mọi người ha. Rồi ok chưa, bây giờ mấy chị cùng với em Liên đi soạn hàng coi em đang trộn combo của em là combo gì nha. Combo này phải nói là best seller của nhà em Liên luôn. Trắng mạnh cực kỳ mạnh luôn, dành cho da ngăm đen chai lì và khử da vàng cực kỳ ok, và khách mua đi mua lại không biết bao nhiêu lần, có nhiều chị một tuần mua hả 5-6 lần luôn. Có nghĩa là những chị đó người ta mua cái combo này xài im quá, xong cái người ta lấy về người ta bán nguyên liệu giống y hệt như em Liên gì nè mọi người đó. Chúng chị bán cái giá lời trên lệch nên mấy bả lấy combo về, cái mấy bả bán combo luôn khỏi cần phải trộn nó mệt đó, cứ kiểu lấy về xong mình bán cái lời trên lệch vậy thôi đó, thấy chưa. Đó là cũng là một cái cách kinh doanh đó mọi người, thay vì mấy chị bán kem trộn sẵn rồi này kia, bây giờ nó có thêm một cách nữa là nhiều người người ta phái mua nguyên liệu về tự trộn, thì chị em nhà mình bán được hai cái luôn đó, muốn bán nguyên liệu bán, muốn bán kem trộn sẵn thì bán, cho nên là khách em bây giờ là lấy nguyên liệu về bán giống vậy đó mọi người. Rồi bây giờ mấy chị theo chân em đi soạn coi là em Liên soạn cái combo gì nha mọi người nha. Qua đây xỏ nguyên liệu nha mấy bạn. Combo này là combo trắng bạch tạng của nhà em, cho nên là sẽ có BLL nha mọi người nha. Cái combo này phải nói là siêu đỉnh, khách mua rất là nhiều. Có nhiều chị em nhà mình chê cái combo có BLL, nhưng thật rất ra là rất là nhiều chị em nhà mình sử dụng combo này lên tông trắng bạch nha, rất là đẹp. Và khi chị em nhà mình xài xong rồi đó, một hoặc hai combo mà mấy chị đã trắng rồi thì mấy chị ngưng, chứ mình không có xài hoài. Và chị nào trắng rồi thì nói với em đi, sẽ chuyển qua cái combo nhẹ hơn cho mấy chị sử dụng dài lâu nha mọi người nha. Đó rồi tiếp tục có gì nữa nha mấy bà ơi. Xù ha, hai xù 15, xù 15 gram. Rồi em để cái gỗ dưới đây nha, để em đi lấy nguyên liệu mấy chị ơi. Đó bây giờ là em đi đổi cái kệ qua cái kệ này á mọi người, cho nó gọn cái nhà. Một nguyên liệu thì em sẽ để vô trong kho chứ em không có để ở đây nữa. Ở bên đây cái nhà nó hơi chật cho nên là em chỉ để một mớ để cho mình soạn hàng thôi. Còn mà ai mà lấy số lượng nhiều thì em sẽ qua kho, tại vì để nhà chật quá cả nhà, chật lắm nhà, bây giờ chật quá trời chật luôn các bạn ơi ha. Nên em sử dụng hai hộp xù nha, nhà em chật quá trời luôn rồi, hàng chứa không có chỗ chứa, nó tùm lum hết trơn mấy chị. Rồi tiếp nữa là cái gì đây, hai hộp dược vàng. Đây bên đây thì em chỉ để một mớ nguyên liệu để cho soạn nguyên liệu combo cho mấy chị thôi, còn mà số lượng nhiều hết thì em mới chắc qua nữa cho nó gọn cái nhà. Kem quan ha, ở đây em đi sẽ sử dụng hai quan này, hai cái kệ này là em mới hai cái kệ này là em mới mua hồi Tết mua mà không có đồng nhất luôn, nó hết trơn, còn một cái kệ thấp một cái kệ cao nên lấy đại về có xài đó chị, không
về bắt dài. Rồi hai hộp kem quang, hai hộp đờ nao. Đờ nao. Đây. Đờ nao ha các chị ha. Tiếp nữa là hai hộp xù cam. Xù cam đây. Đó, cái này thì có nhiều người gọi là yon quan cam ha, có người gọi là yon quan trái cây. Còn em thì em thích cái tên xù cam nên em gọi xù cam cho nó dễ nhớ. Ai muốn gọi sao cũng được nha mọi người. Hai cô tiên ha. Cô tiên ơi. Đây hai cô tiên. Hai cô tiên ha các chị, đây. Đây là kem cô tiên nha. Rồi, hai AC. AC. Đây hai AC nha mọi người. Tiếp nữa là gì? Hai nhít đỏ. Hai nhít đỏ nha. Nhít đỏ. Nhít đỏ. Rồi, tiếp nữa là hai muôn thuở, hai Việt Lan ha mọi người ha. Hai muôn thuở. Đây hai muôn thuở nha cả nhà. Muôn thở của em là hàng loại 1 luôn nha, chứ không phải là hàng loại 2 nha. Giá nó sẽ cao hơn hàng loại 1, 1k nha mọi người. 1k trên một hộp. Rồi Việt Lan bây giờ nó đổi qua mẫu này luôn nha. Ở bên trong vẫn là cái hộp màu hồng, nhưng mà nó đổi cái vỏ mới nha mọi người ơi. Cái vỏ cũ giờ nó thay qua cái vỏ mới rồi nha. Hai hộp Việt Lan ha. Combo này nó mạnh, cực kỳ mạnh luôn nha. Chuyện nào da mỏng da yếu. À, nói trước là chị nào da mỏng da yếu là mấy chị không có sử dụng dùm cho em Liên ha mọi người ha. Rồi ba ống BL bên em cũng là xài hàng loại xịn luôn, tróc bên trong nó dẻo đậm đặc, mấy chị lưu ý dùm cho em. BL ở trong nó thơm dẻo đậm đặc nha mọi người nha. Đó, cái hàng xịn á là cái vỏ bên ngoài nó sẽ bóng bóng, nó chiếu chiếu gì nè. Nó bóng bóng, nó chiếu chiếu, lấp la lấp lánh, mà linh như đó mấy vị. mà linh như đó mấy chị. Và trắc ở trong nó thơm đậm đặc nha mọi người nha. Đó. Rồi. Một tép én cà lo. Én cà lo đã mất tiêu rồi. Én cà lo đã mất tiêu rồi ta. Én cà lo. Đây, én cà lo hết rồi, chút xíu phải qua kho lấy qua thêm. Qua kho lấy qua thêm bên đây hết rồi. Một BNL, một hũ bạch ngọc liên đó mọi người nha. BNL cũng hết luôn, bây giờ em sẽ qua kho lấy và thêm. Cái này bên đây hết rồi. Một khử thâm hồi nãy là em có lấy rồi nha. Đây là nguyên cái combo của mình nha mọi người nha. Và trong cái combo này đã có một cái hũ. Bây giờ là sẽ đi gói. Nè mày. Bà Linh, con ngủ chưa? Ủa sao thấy khối này dùng thấy vậy? Khối gì? Olay mới lấy á. À, thấy chưa? Mấy cái này bên kho lấy qua thêm hết rồi nè. Rồi bây giờ là bắt đầu sẽ cho con heo nó gối và đăng lý công việc này của nó đó nha chị. Mà do là em Liên quay clip nên là em sẽ quay cho chị xem. Đuối. Con lười. Giờ đi ngủ hết á. Thấy mấy chị hay làm sướng không mọi người? À, là ngủ từ tối tới sáng ha, từ tối tới sáng. Giờ này gói mấy cái cục hàng xong tới tháng lãnh lương, đơn giản vậy thôi mọi người. Có ai muốn làm mà giống như nó không mọi người? Có chị em nào mà ai muốn làm giống như con heo không? Ai muốn làm giống con heo thì nhắn qua cho em Liên nha. Đó. Nó chơi vậy thôi chứ con ơi, nó nuôi còn không nổi đó. Rồi lương thì không có nhiêu trơn á, lương một tháng thì chỉ có 5 củ thôi, nhưng mà đặc biệt cuối năm sẽ được thưởng một chiếc lắc trị giá là 2 lượng vàng. 2 lượng 2 chứ, 2 lượng 2 chứ phải là 2 lượng, 2 lượng 2 nha mọi người nha. Đó, lương thì không cao nhưng mà đặc biệt là cuối năm sẽ được lãnh quà, lãnh tiền thưởng nữa. Đó, tiền thưởng thì tùy vào cái khả năng là làm biến hay là xiên nha mọi người nha. Đó, xiên thì thưởng sẽ được nhiều, còn làm biến thì thưởng ít. Đó, hai cả nhà ha. Rồi bây giờ sẽ cho nó gói nha. Bô này soạn rồi nè. Đó, mấy chị thấy không? Sướng không? Đó, giờ tới đi soạn kem nám nha mọi người. Đơn nám nhà em là khách lấy lần là hả 6-7 hộp không đó mấy chị. Đó, cứ lấy vậy đó cả nhà ha.